Thôi, thân chào các bạn. Hello, em bỏ đi. Hôm nay tôi sẽ chỉ các bạn làm cách về rửa tay, rồi mình có thể bỏ vào những cái bờ nhỏ này đem theo cho mình rửa tay trong để chống cái dịch bệnh coronavirus. Các bạn chỉ cần mua cái loại cồn. Đó, cái loại cồn này nè là 19 độ nè. Đó, thì các bạn phải cần cái loại cồn này. Rồi các bạn có thể ra ngoài mấy những cái siêu thị đó mua cái loại mà aloe gel. Cái giống như cây nha đam là lôi hộ đó. Cây lá lôi hộ thì nó nhỏ hơn, còn cây nha đam thì nó bự hơn. Thì tùy các bạn tìm ở trong vườn của các bạn đó. Mà cái loại này thì ở Việt Nam mọc tùm lum lạ hết. Thì các bạn đây mà không có nên mình phải mua cái loại nó làm sẵn. Đó. Thì các bạn chỉ cần, nghĩa là chỉ cần cạo cái sờ bên trong ra. Nghe mình cắt cây mình rọt cái lá đó. Để cái sọc sọc á. Ở đây thì nó cái này nó làm sẵn rồi đó. Nó quậy á nước xả nè đó, hay là những cái gì mà các bạn mà thích đó, cái mùi á, mình lại thích cái mùi này thì mình bỏ, mình phải dùng cái này rồi mình cái bỏ cái hương liệu của mình vô, nghĩa là giống như là hương thảo hay là xả chẳng hạn vậy đó, không thì mình bỏ vô để mình có cái mùi thơm cho nó thơm nhẹ cho nó vui mà. Rồi cái loại Aurora này á, thì nó làm da của các bạn mịn, nó không có phải khô với cái dầu cồn, thì các bạn nó bảo quản như sợ mình có để tập lùm là như Việt Nam mình đó. Đây là nó cẩn trọng lắm, cứ ngắt à lúc mình cũng khó chịu về cái nó hàng kính như này, khó tìm ra, khó làm ra. Đó thì các bạn bỏ vô khoảng chừng miễn sao mà đó, khoảng chừng phải cần học tới tiến sĩ như ở Việt Nam mấy tiến sĩ lập ra. Mình cứ cho mình là dân nông dân đây đó, mình chỉ học tới khoảng lớp 12 là đủ rồi. Không, các bạn làm ra tặng cho bạn bè, phải cầm đừng bán không tốt mà người ta nói mình tham giàu, các bạn thấy không? Nó mà không cần, đây mình làm để nhân đạo, mình ra cho gia đình bạn bè, cho người ta nó hành chỉ cho người ta làm luôn, cũng dễ dàng không đó. À, như vậy không, các bạn muốn đặt hơn thì mình làm đặt hơn, đặt hơn cho nó dễ. Thì khoảng trên đều đấy, không có lóng cột hơn các bạn đó. Thì bắt đầu rồi mình mới làm như vậy, nhiễm nó được chống vi khuẩn gì đó mà các bạn đó. Nó vẫn còn lộn cộn nhưng mà mình sẽ đánh mạnh ra nó hết lộn cộn đó. Là như vậy đó, mình bỏ vô hai bình thì mình cứ làm cho của bạn bè hay là gia đình, mỗi người mỗi cái, nhưng mà mấy đứa trẻ đi học á, các bạn bỏ vô đây làm bình nè, lắc lên thì nó đều đó. Lắc lên thì nó sẽ mịn màng nè đó, cái tay của mình rửa tay nó dễ hơn đó. Đem theo mỗi lần mình xịt tới mình lên mình mang theo
lợi mình phải cần mua không để cho dài đó, là rửa bằng cái đó rồi xoay lại cái đó. Tay nữa, cái này ăn như vậy cũng mang đó, đó thấy không, đó mình ăn xong hay đi chơi nhà hàng không có dùng khăn giấy khăn ướt gì hết, đó là cách phòng thân nè, đó mình phòng thân về cách mình dịch bệnh corona, đó xin chào các bạn, rồi các bạn có thể là mình viết lên, mình dùng máy là viết tên lên, không phải lộn lộn nha. Đó, như đây mình không viết lên là nước rửa tay đó, đó thì cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn một ngày tốt lành, ráng giữ sức khỏe nha các bạn. Đây là các bạn, mình cách rửa tay trong 20 giây, trước hết là các bạn nhúng xà bông nè, rửa nước nóng hay nước lạnh, nhưng mà ở Việt Nam mình không có nước nóng, không, đó thì mình rửa nước lạnh, đó. Đó vẫn rửa vậy đó, cổ tay, rửa hết. Các bạn có thể hát một bản. Mai em đi, anh sẽ đi theo. Em đi đâu, anh sẽ lướt theo. Em đi đâu, anh sẽ đi chơi. Em đi đâu, anh sẽ đi theo. Anh đi theo, anh đi theo. Đó, các bạn. Đó, rửa là như vậy đó. Không, và 20 giây các bạn hát là là nó đủ 20 giây cho mình đó. Và đây nè, đây là cái này là khăn lau mặt nè, cái này lau tay đó, và mình có dùng cùng rồi cái khăn tắm nữa, khăn tắm nữa đó, mình phải dùng 3 loại khăn mặt, khăn tay và bạn không có dùng, mình không có sử dụng đó. Thôi cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn sức khỏe để chống virus corona.